Rồi, hello anh em. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì là một năm mới. Thì hôm nay mình sẽ thử một cái trải nghiệm mới. Đó chính là mình sẽ thử chạy shipper trong vòng 3 tiếng. Thì nói là trải nghiệm mới gì thôi, chứ thật ra là trước đây mình đã chạy trước một hai ngày, một hai lần gì đó rồi, để mình làm quen với cái app cũng như là cách hoạt động cho nó khỏi bỡ ngỡ khi mà quay lên clip mình quay. Thì mình bây giờ hiện tại đang là 6 giờ thì mình sẽ chạy đến khoảng 9 giờ ha. Thì để xem coi là cái shipper ngày ship này có gì thú vị cũng như là có những gì khó khăn. Ok. In có đẹp trai chưa? Ok, đủ đẹp trai rồi. Let's go. Đi nào. Run. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã có cái đơn đầu tiên rồi. Thì ở đây là đâu? Tức của coi cái đường đi coi. Nãy giờ mình ra xe lúc 6 giờ, bây giờ 7 giờ mới được cái đơn đầu tiên. Rồi ok, let's go, lên đường nào. Sai nên mình phải chạy đi kiếm quán theo bản năng của mình. Tại vì trên định vị nó thường định vị sai lắm, nên mình phải chạy theo cái số nhà mà nó hiện trên app á, chứ không chạy theo định vị nữa. Mà nếu các bạn muốn kiếm cái số nhà thì các bạn cũng phải rành cái khu vực đó một xíu mới dễ kiếm. Cũng hên là cái khu vực Gò Vấp này mình đi nhiều nên mình biết. Tại vì cái phường 11 nó sẽ nằm phía dưới, còn phường 10 nó sẽ nằm phía trên đó. Ai mà không biết thì sẽ bị kiếm dễ bị nhầm lắm. Đơn này mình được 18.000 ship về đâu đây. Cũng mất luôn. Tiền ship nó lên, mỗi khi mình chạy thì nó chỉ cầm có 13.500 thôi. Nay là 18.000 rồi. Ship cũng gần nữa, có 600m à. Thơm thơm thơm. Dạ. Em mới ra cút đầu luôn. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Sau khi anh em lấy xong cái đơn hàng, anh em nhớ cái bút cái này nha, đã lấy hàng đó. Còn sau đó chúng ta chỉ chạy tới nhà khách thôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đậu phộng tính ra từ cái chỗ mình lấy hàng tới cái chỗ ship cho khách, nhà khách nó cách khoảng 10m nè. Cách có mấy cái căn nhà mà trên app nó chỉ cho mình chạy vòng 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 vòng. Nhớ chào, cảm ơn khách khi đã giao xong bạn nhé. Đúng rồi, dạ, 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 cảm ơn. Đó, như vậy là chúng ta kết thúc một đơn.
đơn này mình đã rút ra được một bài học, đó chính là sẽ không chạy theo định vị trên app nữa, mà mình sẽ chạy theo cái số nhà mà khách để trên cái thông tin của khách. Đó, đây cũng là một trong những kinh nghiệm, ví dụ ai chạy nhiều thì người ta sẽ có nhiều kinh nghiệm nè, ăn hơn thua nhau là ở chỗ này nè. Vui lòng chuyển trạng thái đơn hàng. Rồi, mình mới nhận thêm một cái đơn. Rồi, đơn ghép luôn anh em. Rồi, cái đơn ghép luôn. Địa chỉ trên app nhưng mà khách dặn mua là nem nướng, nhưng mà ở đây mình lại thấy bán hủ tiếu nên mình thấy hơi hoang mang. Ở đây phải địa chỉ mình không anh? Đúng rồi, hủ tiếu Thảo không? Sao kêu nem nướng ha, bể Hà Nội nè. Ở bên đây hả? Lấy địa chỉ mình đây. Ok, cảm ơn. Nào có cái đơn anh? Nào có cái đơn? À, một cái nem của bể Hà Nội 3 với lại cái bún chả 3. Sau khi lấy xong đơn bún chả thì mình đang di chuyển qua để lấy Phúc Long, vì đơn này là đơn ghép. Rồi, tôi cảm ơn luôn. Nên cầu nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Rồi, đang hết cái nóng ly đó với tán ly rồi nha. Đó, đẹp 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 đi. Ở thì anh cầm thôi, nhưng mà để đẹp hoàng đi chứ. Giờ đợi thêm 3 ly nữa. Để hết nóng ly đi tới. Ừ, thì đó, cái đống của em. Cái ly của em, 3 ly là lần cuối cùng. Đó, mã ly làm cuối cùng đó. Anh nhìn mà mã ly của em mình đấy mới bấm đấy, em cuối cùng luôn đó. Hai đơn cách nhau 8 phút. Và hai đơn lấy nước bảo đảm với anh ơi cách nhau phải 15 phút. Ngày hôm nay 5 ly này. Này là đi quận 12 nữa. Em Phú Đông. Này đi thống nhất. Hên đơn em có 1 ly à. Hên đơn ghép có 1 ly. Đấy hả? Mà anh thấy này như tiền ship lên đúng không? Thì hôm nay được 18 ngàn mà. Bạn ít chạy lắm, hôm nay rảnh rảnh tối mới chạy. Hôm nay được 18 ngàn, hôm nay lễ cho 18 ngàn. 18 ngày rồi, bây giờ chạy được đơn là 18 ngày đâu, từ nãy giờ toàn ghép không à. Mà từ lúc 6 giờ sáng, 6 giờ đến giờ mới được có một đơn, hai đơn nè. Đó, bây giờ được hai đơn, tức là 4 đơn, đó, từ 6 giờ đến giờ. Em bây giờ, em 6 giờ đến giờ được 3 đơn, đơn này cũng ghép hai đơn luôn, có cái đơn kia đi được đơn thôi. Nãy giờ chưa có đơn, được 18 ngày, toàn ghép. Rồi, 9 ly, 10 ly rồi thôi, xong luôn. Tại app của mấy anh có nhiều tiền quá mà. Cái trừ nhiều hay ít không quan trọng, chạy đơn không đồng mà. Nè, đơn hai đơn không đồng nè, sao nhiều tiền được. Không, ý là nó trừ tiền trong app của anh. Không có tiền luôn. Trong ví không có tiền luôn hả? Lấy không trừ không nè, trong ví có tiền nhưng mà lấy không trừ không, hiểu không? Lấy không trừ không bây giờ có kẻ có âm tiền đi công ty nó cũng khác rồi. Lấy không trừ không mà âm tiền công ty nó cũng khác thôi. Nó đâu có quan trọng là mình có tiền hay không có tiền đâu. Bữa kìa, bữa đơn đó vừa chạy xong là lấy khách là 700 mấy nha.
là xong tự nhiên nó phát thêm được 400 mấy, nhưng mà tài khoản mình vừa đủ, mình vừa còn có 100 mấy à. Và bắt lát tí mở ra thấy âm 300 mấy. Quý quý không? Không phí quý. Tự phát vô luôn. Là mình phải đi nộp. Nó ra hạn cho mình xong rồi, nếu mà âm nó quá. Trong vòng 1 ngày, 1 ngày rưỡi. Là tính từ lúc đó cho đến hết 1 ngày, trong 1 ngày rưỡi xong rồi mình không nộp vô là khóa tài khoản. Đúng rồi. Là mình phải đi nộp. Xong cho phép là khoảng 24 tiếng ấy. Không, 1 ngày rưỡi. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao các bác tài thường hay giao hàng tới trễ hay là tới lâu hay là tới muộn. Thì đây là cũng là một trong những lý do đó, là tại vì mình phải lấy ở những cái quán đông và đợi rất là lâu để lấy được hàng. Mà nhiều khi vẫn giờ cao điểm mình còn bị dính đơn ghép nữa, là ghép 2 đơn chung một tuyến đường lại là một. Thì tuy là đi ship nó sẽ tiện lợi, nhưng mà lúc mình đi lấy hàng á, thì ở mỗi quán, ở mỗi nơi khác nhau, nên mình sẽ thường bị mất thời gian nhiều hơn. Alo. Em cái của em á, anh thấy cái hẻm 112 là nó kế cái chỗ công ty cấp thoát nước á, còn của em 114 nè. Còn 114 là ở đâu em? Ờ à, đúng rồi. Ờ à, bên trái là kế bên cái công ty có cái hẻm đúng không? Đúng rồi. Ờ rồi, ok. Hay. Mốt có gì á, em nốt lại cái địa chỉ trên đây nè. Nó cho dễ kiếm cái địa chỉ nhìn chứ không ra luôn. Không sao, không sao. Lần này thì mình đã quyết định không chạy theo app mà là sẽ chạy theo số nhà mà trên cái thông tin khách đã ghi. Nhưng tiếc là cái thông tin trên đó khách lại ghi sai. Ở chị cho hỏi đây phải là cái chung cư Mỹ Kim đúng không ạ? Dạ, Mỹ An, hình như Mỹ Kim nằm bên này ạ. Đúng không? Dạ dạ. Em mới gửi Zalo, em mới trả lời. Em gửi hơn bên kia không phải bên này. Dạ, tại em nói hai chung cư dạ, không biết bên nào hết. Bên kia có nốt cái địa chỉ là 20/6A/1A gì trên đó đó. Dạ. Dạ. Đủ rồi phải không? Dạ. Dạ rồi, đúng rồi. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh khách này luôn, bởi vì anh đặt đơn cũng hơi xa, với lại anh bị dính, với lại mình bị dính đơn ghép nên giao nó cũng hơi chậm một xíu. Nhưng mà khi giao đến cho anh này thì anh vẫn rất là vui, không có tỏ ra là mình đang bực mình hay gì, nên cũng rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Khúc này thì mình đã nổ cái đơn thứ tư, thì đơn này mình sẽ lấy ở Phan Văn Trị. Xong thì mình ship qua cho khách thôi, và đây cũng là cái đơn cuối cùng của mình rồi. An lành, đề nghị luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19. Alo, anh lên chưa? À, mình là số 42, đường số 4 đúng không anh? Đường số 14 à? À dạ, đường số 14 đúng rồi. Em đánh trước công ty Lập Sơn gì nè đúng không? À dạ đúng rồi, dạ. Để em ra nha. Dạ, dạ. Dạ của mình 45 nghìn. Rồi, cảm ơn. Hello anh em, như vậy là mình đã kết thúc 3 tiếng trải nghiệm làm shipper rồi ha. Thì quá mệt. Thấy vậy chứ 3 tiếng nó cũng khá là đuối, chứ không có 3 tiếng mình chạy được 4 đơn. Để mình kiểm tra thử coi là mình 3 tiếng mình chạy được nhiêu tiền ha. Thì là 3 tiếng mình chạy được 4 đơn, tổng là 77.500. Rồi, hôm nay mình xin kết thúc video tại đây ha. Nhân dịp năm mới, chúc tất cả anh em và những người xem được video này một năm thật là nhiều sức khỏe, may mắn và luôn thành công trong công việc ha. Đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe để trả nợ ha. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Chứ năm vừa rồi chắc cũng khá người nợ đó. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em vào một video tiếp theo.
Nếu mọi người thấy hay để lại cho mình một like và một subscribe bên dưới nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.